Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Cô Lulu thân mến, tôi trân trọng mời cô tới ngôi nhà mới của tôi. Chú Đào ký tên. À, cô Lulu. Nhà chú Đào ở đằng kia. Để cháu gọi chú ấy cho cô nhé. Chờ tớ. Chào mừng. Ôi hoa đẹp quá. Cảm ơn chú. Các cháu làm gì ở đây? Chú có mời các cháu đâu. Đi về mau. Đi về đi. Chào chú Đào. Cô Lulu à. Ý tôi là mời mọi người vào. Chào mừng. Bọn trẻ đã giúp tôi tìm nhà của anh đấy. Anh có phiền không nếu để chúng vào đây với tôi? Tôi biết anh là người vô cùng hiếu khách mà. Dĩ nhiên rồi. Mời mọi người vào. Cô Lulu, mời cô dùng kem. Tôi vừa mới làm cho cô đây này. Cảm ơn anh. Đây, cháu ăn trước đi nhá. Cháu cảm ơn cô ạ. Tôi quên không cho mất lên. Mình không thể có thời gian riêng tư với cô Lulu nếu bọn nhỏ vẫn ở đây. Tương ớt. Chú đoán là các cháu chưa bao giờ được ăn vị kem nào ngon như này đâu. Cháu xin ạ. Cô Lulu, cô nếm thử trước nhé. Cảm ơn cháu. Mọi người không nên ăn quá nhiều kem. Chúng ta sắp ăn bữa tối rồi. Anh Đào à, anh có sao không đây? Tôi ổn. Mọi người cứ tham quan nhà trước đi. Tớ nghe thấy tiếng nhạc. Đừng có mà động vào tivi của chú. Đưa chú cái điều khiển. Mọi người đang làm gì thế? Chuyện là chú Đào. Tôi thật ra tôi định dạy bọn nhỏ cách nhảy. Ý tưởng hay đấy. Baby Bird. Chú Đào, nhận lấy này. Chung tay để ăn đúng là không biết cách cư xử.
Chúng ta nên dùng dao dĩa. Tớ cũng dùng dao dĩa này. Đâu rồi? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Không sao, tôi ra ngoài một lát. Mọi người cứ tự nhiên đi nhá. Cô cứ tự nhiên. Đừng có ăn nữa. Đưa cho chú. Cái này ngon quá. Đừng quán cái đấy. Wow, chú giỏi quá, chú đau. Chú đau. Chú đau. Mấy đứa thật rắc rối, ra khỏi nhà chú mau. Đừng sợ các cháu, chúng ta đi nào. Cô Lulu, đừng đi. Hen. Hen, có chuyện gì với cậu thế? Tớ quá béo để tham gia cuộc thi leo núi. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc là một đoàn tàu đồ chơi. Đoàn tàu đồ chơi. Tớ sẽ tham gia và giành chiến thắng. Cậu phải có cân nặng không quá 20 cân. Tớ nặng đúng 20 cân. Tàu nhỏ, hãy đợi tớ nha. Nơi đăng ký tham gia cuộc thi leo núi. Chào chú, cháu muốn đăng ký tham gia cuộc thi. Xin mời bước lên cân. Không vấn đề. Hai mươi phẩy năm kg, quá cân, không đủ tiêu chuẩn. Cái gì? Nhưng tuần trước cháu vừa cân, chỉ có 20 cân thôi mà. Chắc là do cháu đã ăn quá nhiều trong bữa trưa. Xin chú hãy cho cháu đăng ký đi mà. Xin lỗi, nhưng chúng ta phải chơi công bằng, không có ngoại lệ. Mình phải làm gì bây giờ? Chỉ có nửa cân thôi, mình có thể giảm cân. Nhưng mình phải làm gì để giảm cân nhanh nhỉ? Mình sẽ chạy bộ. Chạy bộ sẽ giúp mình giảm cân. Nhưng nó chậm quá. Kiki, chồng cậu rất tuyệt. Cố lên Kiki. Cố lên. Xem đây, tớ có thể chạy nhanh hơn nữa. Cố lên, cố lên. Nhiều mồ hôi quá, chắc chắn tớ đã giảm được rất nhiều cân rồi đấy. Cậu có khát không? Hãy uống thêm chút nước này. Tớ có thể giảm được cân ngay. Tớ có thể làm được. Xin hãy kiểm tra cân nặng của cháu. Quá cân, không đủ tiêu chuẩn. Nhưng cháu đã đổ rất nhiều mồ hôi khi chạy. Và cháu cũng uống rất nhiều nước nữa. Một bài tập đốt mỡ chắc chắn sẽ hiệu quả. Xem đây.
cháu xin lỗi. Chú có thể cân giúp cháu thêm một lần nữa không? Lần này chắc chắn sẽ đạt. Quá cân, không đủ tiêu chuẩn. Nhưng cháu vừa tập một bài đốt mỡ mà. Bài tập đốt mỡ ư? Không thể nào, bài tập đó chỉ để tăng cường cơ bắp. Muốn xem cơ bắp của tớ không? Đúng là trông dày hơn hẳn. Vậy bây giờ phải làm thế nào để giảm cân? Đến giờ đi bơi rồi. Đúng rồi, bơi lội chắc chắn sẽ hiệu quả. Nhưng gấu trúc không biết bơi. Tớ có cách này. Miu Miu, cậu có thấy tớ nhỏ đi không? Tớ cũng không biết nữa. Tớ phải cân lại thử xem sao. Cháu nghĩ lần này cháu có thể giảm được nhiều cân rồi. Hãy cho cháu cân thêm một lần nữa. Vẫn quá cân. Chắc là do cháu uống quá nhiều nước ở bể bơi. Cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh đấy. Cháu hãy uống một chút trà gừng vào. Trà này có vị rất lạ. Thuốc của chú đâu rồi? Thuốc? Thuốc gì ạ? Đó là thuốc giảm cân. Dạ dày của cháu đau quá. Cháu cần nhà vệ sinh. Phải không hen? Bác sĩ, thuốc này khá hiệu quả đấy ạ. Kiki, nhìn cậu trông có vẻ giảm nhiều cân lắm đấy. Thật không? Để tớ cân thử lần cuối xem sao. Đúng chuẩn 20 cân, đạt. Tuyệt vời. Đoàn tàu đồ chơi, hãy đợi mình nhá. Xin hãy chú ý, dự báo thời tiết đưa tin ngày hôm nay sẽ có một trận mưa rất lớn. Vì thế nên cuộc thi leo núi sẽ chuyển thành cuộc thi kéo co trong nhà. Kéo co trong nhà? Vậy cháu vẫn muốn tham gia cuộc thi. Muốn chơi kéo co, càng nặng cân thì càng có nhiều lợi thế. Vậy mình sẽ tham gia. Chắc chắn tớ sẽ là người chiến thắng. Cái gì vậy nhở? Có nhiều dấu chân rất lớn ở đây. Có phải có một con quái vật khổng lồ hay không nhở? Trudon, Kiki, có một con quái vật, nó đáng sợ lắm. Đừng sợ. Một con nữa kìa.
Mau trốn đi. Chú đau. Đằng kia có một con quái vật. Chú không có thời gian đâu. Chú còn đang phải đi tìm cậu chủ của chú. Chú đau. Đằng kia có một con quái vật. Một con quái vật khổng lồ. Nó có cái bụng to và tròn như thế này này. Nó có đôi mắt phát sáng và cả một bộ móng vuốt khổng lồ. Nó sẽ ăn thịt tất cả chúng ta. Ăn chúng ta. Chúng ta. Phải rồi. Chú đâu? Cậu chú. Đi thôi. Cậu chú, tôi sẽ cứu cậu. Bây giờ chúng ta có thể xuống dưới nước. Đó chính là con quái vật. Đáng sợ. Dừng lại. Cháu có cách này. Chúng ta sẽ bắt nó. Có chuyện gì vậy? Mình sẽ thử lại xem sao. Giờ thì ngươi không thể chạy được nữa đâu. Cậu chủ của ta đâu? Cẩn thận. Cứu với. Chú đâu? Người lái tàu, đó là cậu chủ. Chú đâu? Chú đâu? Chú không sao chứ? Đây không phải là quái vật. Cỗ máy này là phát minh của cậu chủ. Cái gì? Tất cả là lỗi của mấy đứa. Giờ thì chúng ta xong rồi. Nước đang tràn vào cỗ máy. Chúng ta phải cứu cậu chủ. Chúng ta không thể làm được. Đúng rồi. Wow, tuyệt quá. Cậu chủ. Cá đã cắn câu rồi. Tôi đang ở đâu? Đau quá. Mặt kính đã vỡ à? Thật nguy hiểm.
Ô Đao, cậu đã cứu tôi à? Cậu chủ. Ô Đao. Đao. Cậu chủ. Cậu đã cứu tôi ở dưới nước đúng không? Cảm ơn cậu, tôi biết là cậu mà. Trời lạnh quá, tôi có thể kiếm thức ăn ở đâu bây giờ? Tôi đang rất là đói. Ủa? Khoai lang kìa. Là quả thông à? Một quả bóng tuyết khổng lồ. Ôi. Nhìn kìa, đó là một người tuyết. Đúng vậy, chính là nó. Nhưng mà anh ấy chưa có mắt và mũi. Hãy thêm những thứ đó cho anh ấy sau. Ơi, tớ sẽ làm cho. Trông nó thật kỳ quặc. Đúng vậy đấy. Các cháu đang là một người tuyết sao? Chào chú Đào. Cháu chào chú. Chú Đào, hãy nhìn người tuyết mà chúng cháu làm đi. Hình như có gì không ổn với đôi mắt của anh ấy. Bây giờ thì anh ấy ổn hơn rồi. Nhưng mà anh ấy vẫn chưa có mũi. Các cháu cần tìm thứ gì đó tròn và dài. Cháu hiểu rồi. Bây giờ ta sẽ có một củ cà rốt để ăn sớm thôi. Một thứ dài và tròn. Chắc là tre rồi. Chúng đi lấy cái gì mà lâu thế nhỉ? Chúng về rồi. Hen. Hen, nhìn cái mũi tớ tìm thấy này, nó rất dài. Nhìn nó kìa, tròn và tươi, rất hoàn hảo để làm mũi của người tuyết nhá. Tớ nghĩ của tớ sẽ tốt hơn. Để tớ thêm vào cho anh ấy. Tớ làm nó chưa? Nhìn xem nó có ngầu không? Chú Đao, chú hãy nhìn xem, chúng cháu đã tìm thấy mũi cho người tuyết rồi này. Thật tuyệt vời phải không? Của tớ tốt hơn. Của cậu nhỏ hơn. Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Cả hai đều sai rồi. Thứ dài và tròn mà ta nói là một củ cà rốt. Vậy đó là cà rốt. Tớ biết nó ở đâu. Để tớ đi cùng với cậu. Ây da, đau quá. Nó là cà rốt. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Mình sẽ thêm mũi vào cho người tuyết. Người tuyết. Cuối cùng cũng tìm thấy. Đúng vậy, đi thôi.
Cẩn thận, tránh đi. Kiki. Miu Miu. Miu Miu. Người tuyết đang lăn đi rồi. Và cả cà rốt cũng biến mất. Ôi không, nó đang hướng đến nhà chủ đâu. Tôi sẽ ngăn nó lại. Ôi không, ôi muộn mất rồi. Ôi làm ơn, hãy bay qua khỏi ngôi nhà. Cà rốt. Ôi. Trên đó. Wow, chú đau. Đâu, tôi về rồi. Anh đang làm gì thế? Hả? Cà rốt à? Thật ra tôi đang đói đây. Cảm ơn Đào nhé. Sao lại không có khách hàng nào nhỉ? Miu Miu, Rudolph và chuột dâu tới để mua đồ chơi cho cậu này. Thật ư? Chào mừng các bạn. Xin chào mọi người. Mời mọi người hãy đến cửa hàng đồ chơi của tớ với rất nhiều đồ chơi mới và lạ mắt. Đồ chơi mới và lạ mắt kìa. Xem nào. Wow, có nhiều đồ chơi thế. Hãy lại đây nào. Ở đây có rất nhiều kẹo miễn phí cho tất cả mọi người. Kẹo đúng thứ tớ thích. Kẹo. Cho tớ với, cho tớ với. Các cậu đừng đi. Mọi người đi hết rồi. Chú Phu, hãy đến và mua đồ chơi cho Rudolph đi chú. Cháu có rất nhiều món đồ chơi vui nhộn cho cả gia đình. Đồ chơi cho cả gia đình à? Để chú xem nào. Rudolph, con thích gì nào? Tớ cũng có thể nói rất to. Tớ có ý này. Miu Miu, mau lấy điện thoại và đèn pin giúp tớ. Của cậu đây. Ta-da! Với chiếc micro này, tớ có thể nói to hơn hen rồi. Tuyệt quá. Hãy tới mà xem. Các bạn có thể chơi miễn phí với các đồ chơi ở trong cửa hàng. Miễn phí à? Chơi miễn phí à? Ôi không, đừng. Ôi đừng. Thú vị quá. Muốn giải cách với tớ? Không được đâu. Ta-da! Nhìn này mọi người, đây là đồ chơi thông minh mới và hiện đại nhất đấy. Wow. Thú vị thế nhờ. Chỉ là đồ chơi thông minh thôi mà. Hãy xem tớ có gì đây. Mọi người đừng đi.
phải mang ra món đồ chơi tuyệt nhất. Một cỗ máy trò chơi. Đồ chơi của tớ là tuyệt nhất. À, tớ có ý này. Cho họ thấy chúng ta tuyệt vời như thế nào. Tớ muốn mua cái micro. Tôi muốn cái loa. Còn chú thì cần cái máy chiếu. Cái gì? Không ai muốn món đồ chơi nào sao? Vậy có muốn gì? Cậu có thể lấy tất cả đồ chơi của tớ. Còn tớ muốn đổi lấy chiếc máy chiếu kia. Gần xong rồi. Nào, tôi sẽ ra ngoài một lúc. Sẽ có một bưu kiện được gửi tới. Hãy ký nhận giúp tôi nhé. Hôm nay cảnh sát có thông báo họ tìm thấy một quả bom trong một bưu kiện. Bưu kiện? Bom? Ở đây chúng tôi đang có một chuyên gia phá bom đang tháo dỡ nó. Cảm ơn trời đất cậu chủ không có ở đây. Giao hàng đây. Là hộp bưu kiện. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Nào, bắt bướm vào buổi sáng à. Mình vẫn còn ngái ngủ. Có gì trong hộp nhỉ? Chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo về vụ bom bưu kiện. Bom? Một quả bom? Một quả bom! Phải ném nó đi ngay. Cái gì thế nhở? Là bưu kiện của chú Đao. Mình nên mang trả lại cho chú ấy. Chú Đao. Đây là bưu kiện có ghi địa chỉ của chú. Không. Của chú này. Cháu đi đây. Không. Đừng bao giờ quay lại nữa. Vấn đề đã được giải quyết. Lô 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 lô. Cái gì thế nhở? Có phải là cá không? Wow,
Hả? Chú đâu? Lại là cháu à? Trông chú rất sợ hãi. Có chuyện gì vậy ạ? Không phải chuyện của cháu. Vậy hãy đi bắt bướm cùng cháu đi. Không, chú không đi đâu. Này, đừng có mà gây sự với chú nữa đấy. Gây sự với chú á? Rudon, cậu đang làm gì thế? Kiki, cậu đến đúng lúc lắm. Tớ nghĩ là có một con cá rất to ở dưới. Cậu cho tớ mượn cái vợt nhá. Cái vợt không đủ dài. Kiki, cậu có ý tưởng gì không? Bắt cá ấy à? Để tớ nghĩ xem nào. Tớ biết rồi. Wow, một cái cần câu cá. Có thật đấy là một con cá không? Tất nhiên, tôi thấy nó nổi bóng bóng lên cơ mà. Ôi, bắt được rồi. Rồi, giúp tớ. Được thôi. Cố lên. Cá của tớ, cá của tớ. Này, đợi đã. Cái gì vậy? Lại là quả bom. Mình phải ném nó đi thật xa mới được. Bom. Nhiều xương rồng quá, cứu tôi với. Cứu tôi. Hình như tôi nghe thấy tiếng chú đau. Nhanh lên, đi thôi. Còn 3 phút nữa. Mình phải làm gì? Mình phải làm gì bây giờ? Chú đau, chú có cần bọn cháu giúp đỡ không? Không, chú không cần. Nhưng chú vừa mới kêu cứu mà. Thế thôi vậy. Đi thôi. Chỉ còn 2 phút nữa. Đợi đã, các cháu có thể đưa chú ra khỏi đây được không? Chú bị kẹt ở trong ý à? Để cháu giúp. Kiki, cháu có thể nhanh hơn được không? Chùm bóng bay có thể giúp chú ra khỏi đây. Rudolph, giúp tớ. Hãy ném sợi dây cho chú đâu. Cuối cùng cũng thoát được. Chú đâu? Tạm biệt. Có tiếng động gì thế nhở? Lại còn cái hộp này chặn luôn cả đường ra của mình chứ. Cái gì? Nó không phải là một quả bom. Cậu đùa tôi đấy à? Đâu, cậu đang làm gì ở đây vậy? Đồng hồ báo thức mới của tôi. Rudon. Kiki. Kiki, cậu có thấy Nana đâu không? Nana, Nana là ai? Là em gái tớ. Em tớ trước sống cùng bà. Vừa về nhà hôm nay, có người thấy em tớ bị người lạ bắt đi đấy. Bị kẻ xấu bắt cóc. Đúng là người xấu. Đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu tìm lại em ấy. Cảm ơn cậu nhé. Hãy chia nhau ra đi tìm nào. Nana, đúng là Nana rồi. Nana. Dạ, cháu đây. Đúng là người xấu. Ôi, kẻo mất. Không được, mình sẽ gọi và báo cho Rudon. Rudon, tớ nhìn thấy Nana ở tiệm bách hóa. Em ấy đi cùng với một người xấu. May quá, tớ và bố sẽ đến ngay. Chờ cô gọi một cuộc điện thoại nhé. Vâng ạ. Thời cơ đến rồi, mình phải bí mật giải cứu Nana. Có cách rồi.
Que kẹo bông màu hồng. Mình quá thông minh. Sao bị vướng rồi? Không. Cô ơi, xem kẹo bông cháu tìm được này. Nana, cháu đừng ăn que kẹo ấy. Nó không đảm bảo vệ sinh đâu. Cháu sẽ bị đau bụng đấy. Vâng ạ, cháu sẽ vứt nó đi. Đúng là một cô bé ngoan. Ôi không, Trudon và bố cậu ấy vẫn chưa đến. Mình phải làm sao bây giờ? À, nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ giải cứu Nana nếu cô ta bị sập bẫy. Cô ơi, nhìn kìa, anh ấy siêu quá. Ôi không. Cháu phải chú ý khi đi lại chứ. Sao lại có cái hố ở đây? Ai đào nó vậy? Cảm ơn cô. Cháu không sao chứ? Cháu ổn mà, tạm biệt cô nhá. Họ đi mất rồi, mình phải làm gì đây? Giá như mình có thể bay như chim. Bay? À, được rồi. Mình là phi công dũng cảm. Nana, chạy thôi. Anh đang làm gì vậy? Bố em dặn không được đi cùng người lạ. Nhưng anh là bạn của Rudon mà. Nhìn này. À, anh đúng là bạn của anh trai em. Anh sẽ đưa em về với bố. Đợi đã. Nana, đừng đi cùng người lạ. Rudon, tớ tìm thấy Nana rồi. Gặp nhau ở tiệm bánh hóa nhá. Ôi, may quá, cảm ơn Kiki. Dừng lại ngay, không được chạy. Chạy, cô ta đang đuổi theo. Cô ơi, nhìn này. Thật không ngờ cậu đang tìm cách bắt cóc trẻ em. Không phải, cô mới là người xấu. Nana, chạy đi. Nana. Bố. Cảm ơn cháu rất nhiều. Bác ơi, cô ấy chính là người xấu. Người xấu à? Cô ấy không phải người xấu đâu. Cô ấy là cảnh sát đấy. Cô chính là cảnh sát. Nana bị lạc nên cô đưa bé về nhà. Cháu xin lỗi. Cháu cứ tưởng. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu đã giúp cô tìm ra bố của Nana. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Không biết ai suốt ngày vứt rác bừa bãi thế này. Nó bay đi đâu rồi nhỉ? Hen. Chú Đao đang chơi đùa với máy bay giấy của chúng ta kìa. Thật à? Vậy tớ sẽ làm một cái to hơn. Ý kiến ấy được đấy. Chú Đao, đây là một chiếc máy bay lớn cho chú. Chắc lại là Kiki nghịch ngợm đây mà. Đau. Một con gấu trúc trong rạp xiếc bị lạc. Nếu bạn nhìn thấy nó,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Gấu trúc. Kiki cũng là gấu trúc. Nếu mình gửi cậu ta đến rạp xiếc, cậu ta sẽ không thể trêu đùa mình nữa. Cái hộp nhỏ có vẻ hợp lý hơn. Chú Đào, chú định làm gì với cái hộp thế? Cháu biết rồi. Chú muốn dùng nó làm máy bay giấy đúng không? Dùng làm máy bay giấy nào. Mảnh này dành cho chú. Ở đây đông người quá, mình phải tìm cách khác thôi. Ôi đau quá. Ôi đau quá. Chuyện gì vậy chú Đào? Hình như chú bị bong gân mắt cá chân rồi. Ôi đau quá đi. Chú ăn kẹo đi, sẽ hết đau chân ngay. Thôi chú cảm ơn. Chú phải làm gì để về nhà bây giờ? Cháu sẽ đỡ chú về nhà. Nhưng chú không thể đi được. Vậy ạ? Cháu đã có cách. Ồ, trông tuyệt thật. Chân chú Hèn, đau đừng quá. Chạm vào xe. Chú Đào bị bong gân cổ chân đấy. Bong gân à? Để cháu giúp chú. Không, không cần đâu, chú ổn mà. Chú yên tâm, cháu là chuyên gia xoa bóp. Sai chỗ rồi, chú ấy đau chân trái cơ mà. Trái à? Chân này. Cháu xin lỗi, để cháu thử lại, lần này chắc chắn sẽ giúp chú khá hơn. Không cần đâu, chú ổn rồi, nó không đau nữa. Vậy sao, chú hết đau rồi ạ? Hình như lại đau tiếp rồi. Vậy để cháu giúp chú. Chú thấy ổn hơn chưa nào? Rồi. Thấy chưa, cháu đã bảo rồi, cháu là chuyên gia xoa bóp mà. Judon và Miu Miu đang chơi với máy bay giấy à? Tớ cũng muốn chơi, Kiki, tớ qua chơi đây. Ôi, Hèn giỏi thật đấy. Thằng bé chả biết xoa bóp gì cả, suýt nữa thì nó giết chú rồi. Chú Đào, chú vừa nói cái gì vậy? Không có gì đâu, chú thấy đỡ đau hơn nhiều rồi, nhưng chắc vẫn chưa thể tự đi về nhà được. Phiền cháu để chú về nhà nhé. Vâng ạ. Cuối cùng cũng lừa được thằng nhóc vào nhà. Chú Đào, chân chú thế nào rồi? Vẫn đau lắm. Cháu phải làm gì giúp chú bây giờ? Chắc chú cần nghỉ ngơi một tí. Nhưng nó vẫn đau quá. Vậy thì... cháu đã có cách. Cho cái ti này vào miệng, chắc chắn nó sẽ giúp chú đỡ đau đấy. Cái này cho em bé thôi. Chú đã có cách khác. Trong cái hộp đằng kia có quả cầu pha lê. Cháu lấy nó ra giúp chú nhá. Dạ.
Cái này liệu có giúp được không ạ? Được chứ. Tập trung nhìn vào quả cầu pha lê này nào. Quả cầu này lắc qua lắc lại, nó sẽ giúp ta dễ dàng đi vào giấc ngủ. Như này này. Lắc qua và lắc lại. Cháu buồn ngủ quá. Đúng rồi đấy. Ngủ đi nào. Ngủ đi nào. Kiki. Kiki. Thành công rồi. Ta sẽ gửi cháu đến rạp xiếc. Từ nay đừng hòng trêu chọc ta nữa nhé. Sao mình lại ở đây nhỉ? Chú Đao đâu rồi? Buồn ngủ quá. Đây là đâu? Có gì đó không ổn. Cứu tôi. Chú Đao, chú có sao không? Dĩ nhiên là chú không sao rồi. Nhìn đây, chú đang tập yoga. Chú thật là giỏi. Dĩ nhiên rồi, chuyện dễ như ăn bánh. Chú có sao không? Dĩ nhiên là không sao rồi. Đây là một trong những thế yoga khó nhất. Chú Đao, kia là gì ạ? Nhìn nó ngầu quá. Đó là phát minh mới của chú. Robot chó giúp việc. Cháu muốn nhìn thử. Chờ đã, Kiki. Không hay rồi. Chú Đao. Tới đây xem này. Cháu làm cái gì thế? Chú nhìn này, nó trông giống chú quá. Đừng có ngốc như thế. Thật tuyệt quá đi. Chúng ta hãy cùng chụp ảnh chung nhé. Đã phát hiện chướng ngại vật không xác định. Chú Đao, sao con robot chó giúp việc lại đuổi cả chú ra ngoài vậy? Thì thật ra còn hơn cả như vậy nữa. Từ khi robot chó giúp việc đến đây, cậu chủ chỉ quan tâm đến nó thôi, còn không thèm để ý đến chú nữa. Thật tệ quá. Chúng ta phải đuổi nó đi thôi. Làm thế nào? Chú hãy tin cháu. Baby bird. Rất mạnh ngôn ngữ. Súng đồ chơi. Cháu đùa chú đấy à? Cháu định làm gì với nó? Theo cháu. Nó ở đằng kia. Chúng ta làm được rồi. Chú thấy chưa? Đã phát hiện chướng ngại vật không xác định. Đau quá. Chú Đao đâu rồi? Lẽ ra chú không nên tin một đứa nhóc như cháu. Chú Đao, chú đừng buồn.
Chúng ta vẫn có thể chiến đấu với nó mà. Không, thôi quên đi, chú sẽ ra khỏi đây. Chú đâu? Nhìn này, chú nhìn bức ảnh này đi. Đúng rồi, đằng sau nó có công tắc. Nhưng mà làm sao chúng ta đến gần nó được? Cháu có ý này. Baby Bird. Hey, sức mạnh ngôn ngữ. Nó sẽ không thể phát hiện ra được chúng ta đâu. Thì ngươi sẽ hiểu cảm giác bị vứt đi nhá. Bật chế độ tự bảo vệ. Ôi không, chạy mau. Chú đau. Chú đau, lên tầng mau. May mà nó không thể leo cầu thang. Cuối cùng chúng ta cũng được an toàn rồi. Đào ơi, cậu có thấy robot chó đâu không? Mọi người đâu cả rồi? Xin chào, chú chó robot của tôi đã sửa xong chưa? Tôi xin lỗi, tôi cần 2 ngày nữa mới sửa xong. Tôi sẽ gửi ngay cho bạn khi nó được sửa. Có người gửi robot chó ở đây để sửa. Cậu chủ vẫn cần tôi. Những quái vật bắt bạn của chúng ta. Xin chào mọi người, tớ là Kiki. Còn mình là Miu Miu. Những con số này là bạn của chúng tớ. Chúng tớ đang chơi trốn tìm. Các bạn có muốn tham gia cùng chúng tớ không? Tớ sẽ là người đi tìm. Tớ sẽ nhắm mắt lại và đếm ngược từ 10 về 1 nhé. Chúng ta sẽ đi trốn trong khi Kiki đếm số nhé. Hãy trốn thật kỹ nha. Được rồi mọi người, hãy mau trốn đi. Tớ bắt đầu đếm rồi đây. 10, 9, 8, 7. Được rồi, Kiki sẽ không thấy mình đâu. 6, 5. Trốn đâu bây giờ? 3, 2, tôi đã, tôi chưa trốn xong. Kiki, 1. Đếm lại đi. Thôi được, tớ sẽ đếm lại lần nữa vậy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1. Mọi người sẵn sàng chưa? Tớ đi tìm đây. Ở đây cả rồi. Ở đây đông quá, chúng mình bắt ai bây giờ? Sao cũng được, bắt cả đi. Miu Miu luôn trốn ở đằng sau ghế sofa. Chúng ta sẽ đi tìm bạn ấy trước nhé. Miu Miu, tớ tìm thấy cậu rồi. Cậu lại tìm thấy tớ rồi. Các người là ai? Ta là quái vật đỏ. Ta là quái vật vàng. Ta là quái vật xanh. Có chuyện gì vậy? Bọn ta... Các người thật là lắm chuyện. Hãy yên lặng và đi theo bọn ta. Hey. Không được cười. Đi thôi. Kiki, Miu Miu cứu chúng tôi. Ellen, Rudon, các cậu ở đâu rồi? Sao phòng khách lại bừa bộn thế này Kiki? Mọi người đâu cả rồi? Thật là kỳ lạ. Người xấu đã đến đây. Bọn họ đã bắt Rudon và Momo sao? Tôi nghĩ là chúng ta sẽ tìm thấy họ nếu đi theo những dấu chân màu sắc này. Đúng vậy. Họ chắc ở trong này. Hãy im lặng. Nếu không chúng ta cũng sẽ bị bắt đấy. Miu Miu, bạn của chúng ta ở trong kia. Hãy vào cứu các bạn ấy. Nếu chỉ có hai chúng ta thì có nguy hiểm không? Hãy gọi Đu Đu đến ngay. Baby Bus, tút tút tút, ma thuật nhỏ, sáng lấp lánh. Đu đu đu. Kiki, Miu Miu, đã muộn rồi, sao các cậu lại ở ngoài này? Đu đu, người xấu đã bắt cóc bạn của bọn tớ và nhốt họ trong cái hang này. Lũ người xấu đang ngủ, chúng ta hãy lẻn vào ngay nào. Được rồi, hãy cẩn thận. Kiki, Miu Miu, cứu tớ. Tớ xin lỗi. Đừng cười nữa. Không được để cho chúng thoát. Các người có nhìn thấy bàn cờ phía trước không? Muốn cứu bọn chúng ấy thì phải đi qua trước. Được, để tớ làm cho. Hey yo. Hả?
Không dễ như vậy đâu. Các ngươi phải dẫm lên các ô từ số 10 đến số 1. Nếu không nhá, các ngươi không thể tiến lên được. 10 đến 1 á? Như thế quá dễ. 10, 9, 8, 7, 6. Hey, 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 hey. Cẩn thận Kiki. Ôi, nó đang chạy nhanh lên. Tôi không nghĩ là có thể qua được nữa. Wow, chúng ta đã làm được rồi. Rất ấn tượng đấy. Nhưng ngươi còn phải đi rất xa đấy. Ta không có thời gian chơi với các ngươi đâu. Ta đi đây. Quái vật đó, đừng hy vọng có thể quay lại chỗ ta nếu ngươi không thể chặn bọn chúng. Vâng thưa ngài. Nóng quá. Một tờ 10 đồng à? Ai làm rơi vậy nhở? Lạ thật đấy. Sao số 10 lại ở chỗ khác thế này nhở? Đây là tiền giả. Mình sẽ giao tiền này cho ngân hàng. Mình phải đi mua nước trước đã. Chào chú, cho cháu một chai nước ạ. Tiền đây ạ. Tiền thừa của cháu đây. Tờ tiền đấy. Sao thế? Tờ tiền đấy cháu vừa để ở đây. Sao cơ? Dùng tiền giả sẽ phạt gấp 10 lần. 10 lần cơ ấy ạ? Làm thế nào bây giờ? Làm sao bây giờ? Ôi không, mình phải tìm cách để lấy lại tờ tiền giả đấy. Xin chào. Cái gì? Bạn muốn giao hàng bây giờ á? Nhưng mà xe tải chưa đến. Nơi đó lại rất xa nữa. Tôi không thể đi được. Để cháu giúp chú giao hàng cho ạ. Cháu á? Vâng ạ. Đây là 2 tờ 5 đồng. Chú đổi lại cho cháu tờ 10 đồng của cháu nhé. Không vấn đề. Nhưng nơi đó rất xa đấy. Không sao ạ. Cháu làm được. Cháu giao xong rồi. Đây là tiền hàng của chú ạ. Và đây là 2 tờ 5 đồng. 10 đồng của cháu đây. Đây không phải là tờ cháu đưa cho chú. Chú có thể đưa cho cháu tờ. Thưa ngài, hàng đã tới, mời ngài xếp xuống. Nhiều hàng quá. Cậu mang hàng vào trong giúp tôi được không? Tôi sẽ trả thêm tiền. Xin lỗi, tôi chỉ chở hàng thôi. Trả tiền á? Cháu có thể làm được. Chỉ cần chú trả cháu 10 đồng thôi. Cháu làm được không? Được ạ. Chú cứ tin ở cháu. Cháu làm được mà. Xin hãy tránh đường. Được thôi. Wow. Ôi, cháu thật tuyệt vời. Hãy vào trong nghỉ một lát đã.
điều hòa hỏng rồi. Hãy tận hưởng gió quạt nhá. Còn đây là tiền công của cháu. Tờ này cũng không phải ạ. Điều hòa. Mình có ý này. Chú bảo điều hòa của chú bị hỏng đúng không ạ? Đúng thế. Mà sao cháu hỏi? Cháu chữa được điều hòa à? Không ạ. Nhưng cháu có thể giúp chú cảm thấy mát như đang ngồi điều hòa. Được, thật sao? Vâng. Chú có thể đổi cho cháu một tờ 10 đồng ở trong ngăn kéo được không ạ? Nó có gì khác nhau à? Được, chú đồng ý. Mát thật đấy. Tiền của mình đâu rồi nhỉ? Mình đánh rơi ở đâu rồi? Mình vẫn không tìm thấy nó. Mình khát nước quá. Mình sẽ mua một chai nước. Giờ đã đến lúc đổi tờ tiền này rồi ạ. Được thôi. Cháu hãy chọn tờ tiền của mình đi. Cho tôi một chai soda. Của cô đây. Tiền thừa của cô đây. Đồng tiền này trông kỳ lạ quá. Đây là tiền của cháu. Cháu bị làm sao đấy? Cháu làm như vậy là thô lỗ đấy. Cháu đổi ý rồi. Cháu muốn tờ tiền kia cơ. Không, cháu không thể làm như vậy. Chú đã đưa cho cô ấy rồi. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Đấy là tiền giả. Không thể nào. Trong tiệm của chú không thể có tiền giả được. Đấy là tiền cháu đưa cho chú để mua chai nước mà. Sao số 10 lại ở chỗ khác thế này? Sao cháu dám dùng tiền giả để lừa chú? Cháu thấy nó rơi ở trên phố. Cháu đang định mang nó đến ngân hàng. Đừng nói dối nữa. Giờ chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát. Cháu không nói dối mà. Xin lỗi, có thể cho tôi xem tờ tiền giả đó không? Ông là ai? Tôi là một nhà sưu tầm. Tôi đang đi tìm tờ tiền bị in lỗi của tôi. Tiền bị in lỗi á? Vâng. Tờ tiền đấy giống như hình này này. Nó bị in lỗi nên chỉ có ý nghĩa sưu tầm. Trông nó thật giống nhau đấy nhỉ? Cuối cùng tôi đã tìm được nó. Vậy là chú là người làm rơi tiền này à? Đúng vậy. Giờ chú xin lại nó được không? Dĩ nhiên là được ạ. Cháu đã đúng. Chú xin lỗi vì đã không tin cháu nhá. Không sao ạ. Tôi xin lỗi. Tiền thừa của cô đây. Rất cảm ơn cháu nhá. Tôi rất vui vì đã tìm được tiền của mình. Hãy để tôi mua kem mời tất cả mọi người. Rudon, sao cậu lại ở ngoài này? Gần đây ba cứ luôn nghiêm khắc với tớ, nên dần dần tớ không muốn về nhà nữa. Sao chú ấy lại làm như vậy nhở? Cậu rất ngoan mà. Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu. Cậu làm thế nào? Vào nhà trước đi đã. Nếu có vấn đề gì, tớ sẽ giúp cậu. Rau xanh, cà rốt. Tớ ăn mấy cái này cả tháng rồi, chán lắm, tớ ghét ăn rau. Đừng lo, rau xanh, cà rốt, hãy đưa hết cho tớ. Đĩa to. Hả?
Kiki, cháu thích ăn gì cứ gắp đi nhá, đừng ngại. Rudon, con phải ăn rau trước, không được kén ăn. Chú Phu, cháu thích ăn cà rốt nhất, cho cháu thêm được không ạ? Đấy, con thấy chưa? Kiki đâu có kén ăn. Bạn ấy thật là ngoan. Mướp đắng tốt cho con. Rudon, ăn đi nào. Hả? Cháu cũng thích ăn mướp đắng ạ. Ngon. Ba, con dặn xong rồi. Con với Kiki ra ngoài chơi đây. Ra ngoài chơi thôi. Từ từ đã. Rudon, ăn xong con phải làm gì? Rửa bát à. Bà ghét tớ rồi. Này. Tớ có ý này. Miếng rửa bát. Ba ơi. Hả? Giỏi lắm. Giờ bát đã rửa xong rồi, con với Kiki ra ngoài chơi được không ba? Chưa được. Con phải học thêm từ mới đã. Một con vịt đi ra ao, không muốn bơi. Khổ thân Rudon, không có thời gian để chơi nữa. À, tôi có ý này. Máy kể chuyện. Rudon, cùng chơi cờ đi. Nhưng tớ phải đọc sách nữa. Máy kể chuyện này sẽ giúp chúng ta đọc. Chúng ta có thể vừa nghe vừa chơi. Thật tuyệt vời. Một con vịt không muốn bơi dưới ao. Tớ thắng lại cái chắc. Cậu hãy xem tớ đây. Trứng rán cho bữa sáng. Đây là món ăn ưa thích của Rudon. Bánh mì và sữa cho bữa ăn nhẹ. Rudon chắc hẳn sẽ rất thích. Mình sẽ để lại lời nhắn cho Rudon. Kiki, cậu đang làm gì đây? Lại đây xem này. Rudon yêu quý, ba phải đi công tác 3 ngày. Ba đã để đồ ăn sáng của con vào tủ lạnh. Bữa sáng đầu tiên là trứng rán. Salad cá ngừ là bữa thứ hai. Còn ngày thứ ba... ba mong rằng con sẽ hình thành được thói quen tốt và sẽ lớn lên thành một chàng trai khỏe mạnh. Liệu mình có nghiêm khắc với Rudon không nhỉ?
Nhỡ đâu thằng bé ghét mình thì sao? Rudon, bà cậu yêu cậu nhiều lắm đấy. Ba. Ba có sao không? Không sao. Ba không sao. Con sẽ ngoan, không làm ba thất vọng đâu. Kiki, con đi đâu mà lâu thế hả? Con đã làm xong bài tập chưa? Kiki.